Lake Nastya. Xong rồi. Ba ơi ba, con muốn làm phòng riêng như phòng Lake Nastya nè. Chúng ta sẽ làm gì với đồ nội thất cũ đây? Chúng ta sẽ bán nó đây. Cùng thử đi. Bán hàng đây. Bán đồ đây. Lại Nastya nè. Nhảy như Nastya. Nếu bạn muốn có phòng phong cách